Chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay, QJ và CP. Map thi đấu là chạm phát sóng và QJ sẽ là những người ở bên phía Blacklist trước. Ngay lập tức thì bên phía QJ họ đã có được cho mình hai mạng với hai pha snap của sniper bên phía team QJ, đó là Dream. Mạng thứ ba dành cho Dream rồi. Khi mà chúng ta còn chưa định hình được rằng là các team họ sẽ đi đấu như thế nào thì Dream đã có được cho mình 5 mạng. 5 mạng dành cho QJ Dream. Một pha ace ngay đầu tiên, ngay từ thời điểm đầu tiên, nó là một cái gì đó áp lực lên chính các thành viên của bên phía team CP về cái khả năng bắn của mình, và tiếp tục là những cái pha bắn sniper ở khu vực mid đến từ các thành viên bên phía team QJ. Có vẻ như là CP họ không phải là yếu nữa mà là quá yếu rồi, khi mà QJ họ dễ dàng có được cho mình những cái pha đánh bom sai A cũng như là bom sai B như thế này. Thậm chí là có khi là QJ họ không cần phải có bất kỳ một chiến thuật nào cả, họ chỉ đơn giản đấy là lao lên với khả năng tay to của mình, đè skill các thành viên bên phía team CP là họ sẽ có thể có được cho mình những round thắng cần thiết mà thôi. 2-0 rất nhanh chóng trong vòng có lẽ là chưa đầy một phút của trận đấu đầu tiên được diễn ra. Tiếp tục là những pha đẩy thẳng vào khu vực mid đến từ các thành viên bên phía QJ. Bây giờ thì OS thẳng vào khu vực bom sai, thậm chí là đứng sniper và đứng ngay khoảng cách gần vẫn có thể có được cho mình một mạng. 3v3, bom sẽ được set ở khu vực bom CB. Các thành viên bên phía team CP lúc này đang hoàn toàn tập trung vào khu vực bóng xe A. Họ sẽ đi vào, nhìn thấy vị trí rồi. Dream còn một máu, một máu, và vẫn có được cho mình một mạng của Gelon. Bây giờ thì hai thành viên QJ đang còn yếu máu và CP họ vẫn còn đó cho mình hai thành viên đầy máu. Đây chắc chắn là một cái lợi thế dành cho bên phía team CP. Họ hoàn toàn có thể retake được bóng sai. Tuy nhiên thì họ sẽ phải đi theo đường như thế nào khi mà rõ ràng là cái skill cá nhân của bên phía team QJ là cực kỳ to. Nhìn thấy rồi, bắn là trượt đến từ vị trí của sniper bên phía team CP, ép ra đến từ vị trí của QJ. 1v2 và một mạng cuối cùng dành cho bên phía team CP. Có vẻ như là họ họ dứt điểm được xong, nhưng họ lại không biết làm thế nào để chạy vào bom sai retake. Đây bây giờ thì khuôn mặt của các thành viên bên phía team CP, bên phía team QJ, đó là chúng ta không hiểu tại sao mà họ giết được tất cả các thành viên của bên phía team QJ rồi nhưng mà họ lại không vào gỡ bom. Thực sự thì CP còn quá non nớt trong cái vấn đề chiến thuật, cũng như là có vẻ như là họ vẫn đang không hiểu là chuyện gì đang xảy ra khi mà họ vẫn thua, khi mà họ giết xong các thành viên bên phía team QJ như thế này. Thực sự là có phần gì đó hơi nghiệp dư. Tuy nhiên thì đây cũng là giải đầu tiên mà chúng ta được tham gia, vậy cho nên là không có vấn đề gì cả. Sấy đến từ vị trí của Kulang, khi mà Kulang đẩy lên khu vực hành lang rồi, đẩy thẳng lên hành lang, nhảy xuống khu vực hồi sinh của bên phía team Globalist, sau đó là chiếm đến bom xe A một cách dễ dàng. Không có thành viên nào của CP ở trong khu vực bom xe A cả. Và bây giờ thì di chuyển sang bom CB thì rõ ràng là sẽ bị bắt bài vị trí thôi. Gulang sẽ rất dễ để có được cho mình hai mạng, ba mạng rồi. Chắc chắn là sẽ ngắm lên và ba mạng cho Gulang. Kết thúc cái đoạn thứ tư, 4-0 cho QJ. Có lẽ là tôi không còn gì phải nói gì nhiều về trận đấu ngày hôm nay nữa, khi mà rõ ràng là những cái chiến thuật mà QJ họ đặt ra trong trận đấu ngày hôm nay nó đã là quá rõ ràng rồi. Lấy skill đè và lấy cái khả năng bắn của chính bản thân team họ để có thể đè được skill của CP, ép thẳng ra đến vị trí của Dream. Dream là người cầm sniper nha. Dream cầm sniper và Dream ép thẳng ra khu vực mid, cầm cho mình khẩu DE, có cho mình mạng đầu tiên. Thậm chí là Gulang đứng ở vị trí bên cạnh Cherry, và Cherry còn không biết là Gulang đang đứng ở đâu. QJ họ đang đùa với các thành viên bên phía team CP rõ ràng là như vậy rồi. Có một điều mà chúng ta dễ dàng nhận ra ở trong giải đấu lần này, đó chính là các thành viên của bên phía team Trung Quốc họ không bao giờ họ để tâm đuổi. Các thành viên chuyên nghiệp của các đội tuyển bên Trung Quốc họ sẽ không bao giờ họ sử dụng tâm đuổi cho riêng bản thân mình, mà họ sẽ bắn với cái cảm nhận của mình, cũng như là bắn với thường là từ 3 cho đến 4 ngón tay. Như chúng ta bắn thì thường chúng ta sẽ bắn với 2 ngón hoặc là 3 ngón, nhưng riêng Trung Quốc thì họ sẽ bắn với 3 hoặc là 4 ngón, thậm chí là 4 ngón luôn. Đã có những pha đấu sniper ở khu vực mid, có lẽ là không đến đấu sniper với cả các thành viên bên QJ. Một mạng cho Overman rồi, khi mà Xiao có vẻ như hơi tự tin thái quá. Tiếp tục là những pha cầu máu của người của Gulang. Gulang đang táp, Gulang nằm xuống, Gelon có được cho mình một mạng, hai mạng dành cho bên phía team CP. Lợi thế về người. Thậm chí là bây giờ thì Ratop đẩy lên cũng bắt vị trí của Liquid. Lính ngoài không thể flick được vị trí đến từ Ratop. Gelon tiếp tục có được mạng của Năng, và bây giờ thì có vẻ như là CP sẽ có được cho mình round thắng đầu tiên. 2v5 là một cái gì đó quá khó. C4 rơi ở khu vực mid, và thậm chí là Lính ngoài còn flick trượt ở đằng sau. Lính ngoài còn người,
Và chúng ta sẽ có được bàn thắng đầu tiên cho bên phía team CP. Lượt thi đấu thứ hai, VJ sẽ là người thủ bom sai. Và Link White vừa rồi lại là một người nằm một lần nữa nằm xuống khi mà Cherry đẩy lên và có được mạng trước khi đang dứt điểm. Gulang đẩy lên khu vực hồi sinh của bên phía team Blacklist. Có vẻ như là bên phía team VJ bây giờ thậm chí là họ chơi theo cái bài đánh tổng lực và áp thẳng vào đầu các thành viên bên phía team CP. Bảy ba đang là tỷ số của chúng ta. CP liên tục có được pha công lên, tuy nhiên thì QJ với cái skill to hơn so với cả các thành viên bên phía team CP dễ dàng có được cho mình những cái mạng cực kỳ quan trọng và sẽ là 8-3 dành cho QJ. Chín ba chăng khi mà lúc này thì QJ họ ép thẳng lên hồi sinh của bên phía team CP rồi, họ không để cho CP có bất kỳ một cơ hội nào để thở. CP sẽ không biết phải di chuyển đi đâu cả và 9-3 dành cho QJ. Bây giờ là match point dành cho QJ của chúng ta. Bây giờ thì khi mà đã có match point, QJ họ đang bắn với một cái tâm lý vô cùng thoải mái và bây giờ là một màn 1v3 của Gulang. Playhard, Galon và Cherry sẽ là ba thành viên còn lại của bên phía team CP. Phải chăng sẽ là một round thắng thứ tư dành cho CP chăng? Sẽ rất khó. Bây giờ thì bên phía team CP họ sẽ di chuyển vào khu vực bom site B. Họ sẽ đặt bom và Gulang sẽ phải làm thế nào? 1v3 nhìn thấy một thành viên bên phía team CP rồi, một mạng cho QJ. Hai thành viên còn lại của CP đều còn yếu máu, bom được set ở khu vực bom site B. Và bây giờ thì Gulang sẽ làm thế nào? Đục xuyên được cái thùng 1v1. Check góc là sai và một round cho bên phía team CP. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 4-9, chúng ta có thể thấy được khuôn mặt vui sướng trên các thành viên bên phía team CP khi họ có được cho mình một round thắng nữa. Tuy nhiên thì bây giờ mới là vấn đề khi mà QJ họ sẽ không để cho CP có được một round thắng nào nữa. Sẽ kết thúc trận đấu này nhanh thôi khi mà bây giờ thì cả năm thành viên của bên phía team QJ vẫn còn sống. Chỉ còn lại hai người. Và bây giờ thì rõ ràng là QJ sẽ ép lên. Còn một mình Cherry và 14 dành cho QJ. Họ tiếp tục có được cho mình một trận thắng khá là áp đảo trước các thành viên phía team CP. Và chúng ta cùng chúc mừng cho CP khi họ rất cố gắng và có được cho mình 4 round thắng của trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với phần nghỉ ngơi trước sau trận đấu và cùng đến với trận đấu thứ hai 60 phút.